Trong cái chủ đề video ngày hôm nay thì Long muốn chia sẻ cho mọi người về những cái lưu ý để chúng ta đi đầu tư ở thị trường bất động sản Thanh Hóa một cách an toàn và hiệu quả nhất. Đây là những cái điều mà gần như khách hàng đầu tư cộng đồng nhà đầu tư của Long đã từng trải qua và chia sẻ lại với Long. Thì Long muốn đúc kết cũng như là chia sẻ cho mọi người những cái yếu tố để làm sao khi đi đầu tư tại thị trường bất động sản Thanh Hóa để chúng ta có một cái lợi nhuận tốt. Và thứ hai là chúng ta có những cái yếu tố về an toàn để làm sao tránh rủi ro khi đầu tư xong chúng ta cảm thấy thoải mái và cảm thấy yên tâm và về tập trung vào công việc kinh doanh của chúng ta thì long muốn chia sẻ cho mọi người về những cái nội dung chính mà long đúc kết và chia sẻ lại cho nhà đầu tư làm sao để giúp nhà đầu tư có những góc nhìn tốt nhất và an toàn nhất khi mà về thị trường đầu tư bất động sản khu vực thanh hóa thì bốn nội dung này thì bao gồm thứ nhất là về phân bổ vốn đầu tư thứ hai là thời điểm đầu tư rõ ràng và có mục tiêu rõ ràng thứ ba là chính là về pháp lý rõ ràng và thứ tư là chính là đánh giá mức độ khả thi và tiềm năng của bất động sản đây là bản đồ hành chính của thanh hóa tham giúp anh chị nhà đầu tư có góc nhìn tổng quan và tốt nhất khi chúng ta đi đầu tư tại thị trường bất động sản thanh hóa nếu như bạn đang xem video này của Long ấy, thì Long có một cái cộng đồng nhà đầu tư Thanh Hóa thì Long sẽ để dưới phần mô tả của video thì trong cái cộng đồng nhà đầu tư của Long ấy, thì Long sẽ chia sẻ những cái thông tin mới nhất về thị trường Thanh Hóa sẽ giải đáp ở những cái thắc mắc cho nhà đầu tư cùng kết nối và tạo ra một cộng đồng nhà đầu tư càng nhiều những cái giá trị hơn cho nhà đầu tư khi mà tìm hiểu thị trường đầu tư bất động sản ở Thanh Hóa một cách an toàn và hiệu quả nhất mọi người hãy ấn cùng tham gia cộng đồng group Zalo và Facebook để kết nối cùng Long hẹn gặp mọi người ở trong cộng đồng nhà đầu tư cùng Long ok thứ nhất là về phân bổ vốn đầu tư đầu tiên ấy, khi mà long ngày xưa long về thị trường đầu tư bất động sản thanh hóa hay là các anh chị về đầu tư ở thị trường bất động sản thanh hóa ấy, thì chúng ta sẽ luôn phải có cái phân bổ tài chính rõ ràng giả sử như chúng ta muốn đầu tư ở thị trường bất động sản thanh hóa với phân khúc khoảng tầm từ 200 đến 400 triệu hay là từ 500 đến 800 triệu hay là tầm tài chính khoảng tầm 1 tỷ hay là thậm chí tài chính tầm khoảng tầm 2 đến 5 tỷ hay thậm chí tầm trên 10 tỷ thì chúng ta hãy phân bổ cái vốn tài chúng ta hãy phân bổ cái vốn đầu tư làm sao cho hợp lý bởi bản thân long khi mà đầu tư tại thị trường tại cái thị trường bất động sản thanh hóa thời điểm này ấy, long vẫn luôn dự trữ cho mình một lực lượng gọi là rủi ro tài chính ấy. có nghĩa là gì khi mà long đầu tư các bất động sản khoảng tầm 300 triệu ấy, thì trong người long có đâu đó là khoảng tầm 400 triệu cơ thì Long sẽ đầu tư với những cái bất động sản khoảng tầm 300 triệu để Long giữ lại 100 triệu Long gửi vào kênh ngân hàng để khi nào mà Long cần có việc gì ấy, hoặc khi nào mà à, có những cái công việc gì gấp ấy, thì chúng ta sẽ có một cái vốn để chúng ta dự trữ khi có nhiều anh chị ấy, khi mà đầu tư bất động sản quá tay đôi khi anh em đôi khi mọi người đi vay bất động sản quá tay thì làm cho chúng ta xảy ra tình trạng là khi mà chúng ta để bất động sản ấy, chưa đến đến cái giai đoạn mà như chúng ta kỳ vọng mục tiêu là để khoảng tầm 2 đến 3 năm nhưng đôi khi mà để đến năm thứ nhất chúng ta cần tiền chúng ta bán gấp ra ngoài thì thời điểm đó nó không phải thời điểm đẹp đôi khi chúng ta còn bị ghi giá xuống thế đây là một trong những cái sai lầm mà ông thấy rằng rất nhiều như anh chị đang gặp phải chúng ta hãy chuẩn bị vừa là vốn đầu tư về đất vừa là có một cái lượng gọi là rủi ro tài chính để khi mà có công việc gì chúng ta không động đến cái tài sản này coi như tài sản này chúng ta lãng quên đi và thời điểm này thì gần như là một thời điểm ở thị trường bất động sản thanh hóa sẽ không lướt được nên chúng ta hãy đầu tư với cái tầm nhìn tầm trung hạn và dài hạn với cái tầm nhìn khoảng tầm trên 2 năm hay là những anh chị nào có tầm tài chính khoảng tầm 500 đến 800 triệu cũng vậy chúng ta hãy để làm sao mà có những cái lượng rủi ro tài chính ở trong ngân hàng với cái số vốn khoảng tầm đầu tư với những cái lô đất khoảng tầm 5 đến 800 thì chúng ta hãy có một cái số vốn khoảng tầm 1 tỷ. Còn nếu như mà đầu tư khoảng tầm 1 tỷ thì làm sao mà chúng ta hãy bớt khoảng tầm 2 đến 300 triệu hay thậm chí 1 đến 200 triệu mình để trong một tài khoản ngân hàng của mình làm sao mà khi mà chúng ta cần việc gì chứ không phải bán tháo ra thì lúc đó thì đôi khi mà một bán tháo bất động sản ra ngoài thì lại bị vừa bị ghi giá và thứ hai đôi khi đúng cái thời điểm mà thị trường đang chậm ấy, thì rất khó thanh khoản mà muốn thanh khoản nhanh thì bắt buộc phải giảm cái giá thậm chí là đôi khi còn lỗ hơn cả cái thời điểm mà mình mua vào cơ đây yếu tố đầu tiên là yếu tố phân bổ vốn yếu tố thứ hai ấy, thì long thấy rằng là nhiều anh chị ấy, khi mà điều đầu tư thì đôi khi chúng ta theo cái cảm xúc rất là mạnh chúng ta phải hiểu và chúng ta phải có cái mục tiêu rõ ràng và chúng ta phải xem thời điểm này là thời điểm mua vào hay thời điểm này là thời điểm bán ra long cũng muốn chia sẻ cho mọi người một cái câu chuyện ấy. long có một cái anh khách anh ấy ở trong vũng tàu anh ấy, anh ấy đang giao bán một cái lô đất thời điểm hiện tại là thời điểm tháng 6 năm thời điểm tháng 6 năm 2023 này thì anh có chia sẻ với Long là gì thời điểm đỉnh ấy, cách đây khoảng tầm 4 năm thì là người ta trả anh ấy khoảng tầm 3 tỷ 2 anh ấy không bán nhưng thời điểm này ấy, thì anh ấy đang muốn bán ra ngoài bán với mức giá khoảng tầm 2 tỷ thời điểm này vẫn bị người ta đàm phán xuống nhưng mà thời điểm này ấy, anh ấy lại đang làm không cần tiền gấp anh ấy chỉ là gọi là giao bán thôi bởi vì thấy thì mọi người bảo bất động sản giảm quá thì anh ấy sợ càng ngày càng giảm nữa ấy. thì Long thấy rằng là gì thì nếu như anh chị nào mà thời điểm này không cần tiền mặt gấp ấy, thì mình cứ để bất động sản đó bởi bởi vì khi chúng ta chưa thanh khoản ra bất động sản ấy gần như là cái tài sản của chúng ta vẫn giữ nguyên khi nào mà chúng ta chốt chúng ta thanh khoản lại bất động sản đó xong xuôi nhận về tiền mặt rồi lúc đó thì chúng ta mới biết là đầu tư có lợi nhuận hay không thì như long thấy rằng là ấy, chúng ta xem xem cái thời điểm này có phải là thời điểm mua vào hay không Nhưng đối với cá nhân long ấy, thì long thấy rằng thời điểm này là một thời điểm rất là tốt để cho nhà đầu tư mình mua vào những cái bất động sản mà gần như là chúng ta được bắt đáy ấy. và chúng ta hãy định giá là cái bất động sản khu vực đó làm sao mà mua là một cái mức giá dao động khoảng tầm thấp hơn thị trường 30 cho đến gọi là 40 thì nó sẽ rất là lợi thế cho nhà đầu tư sau này bởi vì khi mà chúng ta đi đầu tư ấy, thì chúng ta đàm phán được một cái giá tốt thì sau này khi mà chúng ta bán ra ngoài ấy, thì đôi khi chúng ta bán với mức giá nó thấp hơn thị trường một chút thì và lúc đó là lúc mà chúng ta dễ thanh khoản hơn rất là nhiều chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem là phải xác định xem là thời gian để bao lâu ngắn hạn dài hạn hay là trung hạn đôi khi cái mục tiêu của chúng ta lại là dài hạn nhưng chúng ta lại để khoảng tầm ngắn hạn chúng ta thanh khoản ra ngoài ấy, bởi vì một vài lý do gấp gáp ấy thì lúc đó thì tất nhiên là một trong những cái điều chúng ta phải chấp nhận thị trường đó chính là ra hàng không được nhanh khi các nhà đầu tư khác họ trả giá mình rất là thấp thứ hai là chúng ta phải xem là chúng ta muốn đầu tư cái mô hình là đầu tư lãi vốn hay là đầu tư lãi dòng tiền để chúng ta khoanh vùng cái khu vực thì long muốn chia sẻ cho mọi người nếu như chúng ta đầu tư lãi vốn ấy, thì chúng ta hãy lựa chọn những cái phân khúc bất động sản nào mà đang có điều điều kiện về cơ sở hạ tầng giả sử như khu vực đó được quy hoạch về cơ sở hạ tầng đang trong giai đoạn chuyển mình từ nông thôn mới giả sử như những cái khu vực mà đang từ huyện lên thị xã thì long thấy nào đầu về về đầu tư những các khu vực mà khu công nghiệp mình xem xem khu công nghiệp đó đang ở trong giai đoạn nào, đang trong giai đoạn thi công hay đang trong giai đoạn gần như là quy hoạch thôi thì chúng ta biết vào ra thị trường đúng thời điểm. Và thứ hai là chúng ta phải xem là nếu chúng ta muốn đầu tư lãi dòng tiền ấy thì xem cái tài chính của chúng ta giả sử với những cái phân khúc đầu tư khoảng 4 500 ấy thì rất khó để đầu tư lãi dòng tiền. Nếu mà lãi dòng tiền thì ông thấy rằng với cái tầm tài chính hơn tỷ thì chúng ta hãy đi đầu tư những cái phân khúc mà bất động sản lãi dòng tiền để khi đó thì các bởi vì khu vực lãi dòng tiền thì đa số long thấy rằng là sẽ có rất nhiều những cái tiện ích xung quanh gần như là mọi thứ nó đã hiện hữu rồi thì chúng ta mới có điều kiện là dân sinh họ về đó dân cư xung quanh họ đã có được cái lượng tài chính rồi và khu vực đó đã được là khu vực hiện hữu thì mới làm kinh doanh buôn bán được thì long thấy rằng là lãi dòng tiền thì với cái tài chính khoảng tầm hơn 1 tỷ thì mình tùy khu vực mình hãy đầu tư những khu vực nào mà ven các cái khu vực như thành phố hay là các khu vực ven biển ấy, để chúng ta có thể đầu tư theo cái hướng là lãi dòng tiền đây là bản đồ hành chính của thanh hóa ấy thì khi mọi người muốn đầu tư với số vốn là nhỏ khoảng tầm từ 200 cho đến 400 triệu ấy, chúng ta có thể về các khu vực mạn phía tây của Thanh Hóa gồm các khu vực như là Cẩm Thủy, Bá Thước, Ngọc Lạc, Lang Chánh hay là khu vực Thường Xuân, Như Xuân và Như Thanh. Và nếu như tầm tài chính của chúng ta dao động khoảng tầm từ 400 cho đến 600 ấy chúng ta có thể lựa chọn các khu vực đồng bằng. Long có chia sẻ video về định hướng phát triển của Thanh Hóa mọi người có thể xem lại video đó. Thì gồm như là Thọ Xuân, Triệu Sơn, Thiệu Hóa, à, Yên Định à, và Vĩnh Lộc hay khu vực Thạch Thành à, chung với những phân khúc khoảng tầm 1 tỷ mọi người có thể về đầu tư ven các cái khu khu vực đô thị vùng 1 đấy như là Đông Sơn, Thanh Hóa này, Hàng Hóa này, Quảng Sương hay là thành phố Sầm Sơn với cái tầm tài chính khoảng tầm từ 1 đến 3 tỷ mọi người có thể về đây tìm hiểu các phân khúc và đầu tư lãi dòng tiền đầu tư theo cơ hướng mô hình nằm chúng ta có thể đầu tư xong cho nó kinh doanh thì có thể về các khu vực mà dân cư đông đúc và khu vực đó đang là trong cái vùng gọi là đô thị hoặc là ven đô thị còn nếu như đầu tư đồng bằng thì mọi người có thể lựa chọn nông cống thiệu sơn thọ xuân yên định vĩnh lộc hay là thạch thành với cái phân khúc khoảng tầm từ 4 cho đến 600 triệu có thể về đầu tư các khu vực này. Đấy là Long muốn chia sẻ cho mọi người để mọi người hình dung là khi chúng ta xác định được cái tầm mục cái mục tài chính của chúng ta ấy, chúng ta sẽ phân bổ nguồn vốn ra để đầu tư ngắn hạn, dài hạn hay là đầu tư các cái khu vực nào mà theo cái hướng là nhu cầu chúng ta để với cái tầm nhìn bao lâu. Đấy là khi để, khi đó chúng ta biết được chúng ta muốn đầu tư lãi vốn hay chúng ta muốn đầu tư lãi dòng tiền. Nếu đầu tư lãi vốn thì phải có một lượng thời gian lâu hơn. Còn nếu đầu tư khu vực lãi dòng tiền ấy, thì đôi khi chúng ta về chúng ta có thể khai thác được dòng tiền luôn. Uhm đấy là những cái hướng đi cho nhà đầu tư dễ phân biệt và dễ lựa chọn cái cơ hội đầu tư